Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Anh em nào đang là game thủ và sử dụng card họa của NVDA thì đã nghe đến một công nghệ có tên gọi là DLSS, và bây giờ chúng ta đã có thế hệ thứ hai của công nghệ đấy. Thế hệ đầu tiên xuất hiện trên những mẫu card họa RTX 2000 series và thế hệ thứ hai xuất hiện trên những mẫu card họa RTX 3000 series. Thì với công nghệ DLSS thì đây là một công nghệ rất tốt, có thể tăng được mức FPS lên rất cao, thậm chí là gấp đôi với một số tựa game. Tuyệt vời như vậy, thế tại sao nhiều game thủ lại không mặn mà với cái tính năng này? Đó chính là cái cách hoạt động thì DLSS sẽ không giúp cho GPU nhanh hơn, mạnh hơn, mà cái cơ chế hoạt động lại khác. Đó chính là dựa trên những cái nhân Tensor Core có sẵn ở trong những mẫu card đồ họa RTX, và những cái nhân Tensor Core đấy sẽ lấy dữ liệu từ kho dữ liệu game của NVIDIA thông qua cái siêu máy chủ của NVIDIA. Tuy nhiên, cái vấn đề phát sinh ở đây đó là cái kho dữ liệu đấy được NVIDIA thu thập thông qua những cái tựa game mà NVIDIA dạy cho cái siêu máy chủ đấy. Sau khi học xong thì lúc đấy máy chủ mới có những cái dữ liệu về game đấy để up lên để người dùng có thể sử dụng được và dùng khi chơi game. Tuy nhiên thì cái tính năng đấy là chúng ta gọi là render thêm hình ảnh để tăng FPS. Tăng ở đây không nghĩa rằng là chúng ta mở cái tựa game ấy lên là cái mức FPS sẽ tự tăng lên từ 60 lên 100 FPS. Chắc chắn là sẽ không thể nào có chuyện đấy, mà chính xác là chúng ta upscale lên. Ví dụ chúng ta chơi một tựa game ở trên độ phân giải 4K thế nhưng lại không kéo nổi 60 FPS. Không sử dụng 60 FPS tức là đang không đạt được cái sự mượt mà. Vậy thì cái giải pháp hữu ích nhất để chúng ta có thể đạt sự mượt mà đây là gì? Đó chính là giảm độ phân giải xuống là 2K để đẩy mức FPS lên, sau đó chúng ta upscale lên 4K. Tuy nhiên thì việc này sẽ xuất hiện ra một yếu tố, đó chính là cái sự răng cưa. Khi mà chúng ta upscale thì lúc này tính năng DLSS sẽ phát huy hiệu quả. Những cái tựa game được hỗ trợ và đã được máy học rồi thì lúc này những nhân Tensor Core sẽ lấy dữ liệu đó và dự đoán và vẽ lại những khung hình dựa theo những gì đã học được, và lúc đấy chúng ta sẽ có một độ phân giải cao cộng với hình ảnh rõ nét và không có răng cưa, thì sẽ có tổng cộng là 3 chế độ Quality, Balance và Performance, tương đương với đấy là những sự sắc nét. Thì với chế độ Performance, anh em chỉ cần nghe chữ Performance thôi là cũng có thể biết được đây là tính năng upscale mạnh nhất. Tuy nhiên thì việc upscale mạnh sẽ đồng nghĩa với việc là hình ảnh sẽ bị bẹt đại khi mà cái nhân Tensor Core lấy dữ liệu và vẽ về, bởi vì vẽ nhanh mà hình ảnh sẽ không được sắc nét khi mà chúng ta nhìn vào chi tiết. Rõ ràng với một công nghệ vượt trội như vậy, rất nhiều tính năng hay ho, thế nhưng cái kho game trên thị trường mới là vấn đề. Bởi vì cái kho game đấy quá lớn và siêu máy chủ của NVIDIA không thể nào học được ngần đấy cái tựa game trong ngày 1, ngày 2 và học xong muốn áp dụng được, thì nhà sản xuất game lại phải thêm cái tính năng đó vào trong một số những cái tựa game. Với những cái tựa game hỗ trợ tính năng DLSS, đa số là những cái tựa game offline, những góc nhìn rộng này, trải nghiệm cái tựa game nó không quá nhanh thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái tính năng đấy. Thế nhưng đa số những anh em game thủ ở trên thị trường, chúng ta chơi những tựa game khác là những tựa game online. Những cái tựa game online đấy nhiều người chơi, tuy nhiên cái engine sử dụng lại là engine cũ hoặc là không có tính tương thích với cái công nghệ mới của NVIDIA. Cộng với thêm là việc cái trải nghiệm nó nhanh, nó diễn ra liên tục, thậm chí có những cái tựa game chỉ diễn ra trong vòng 1 đến 2 phút cho một ván, vậy thì sẽ không kịp để có thể vẽ lại được nhiều khung hình như vậy. Mình sẽ lấy ví dụ với tựa game CS:GO, giàu như thánh Gaben còn đem chính cái con game CS:GO của mình bỏ ra chuồng gà chơi, không thèm fix lỗi, thi thoảng mới update, thì những cái nhà sản xuất nhỏ hơn thì họ làm gì có đủ kinh phí để thêm một tính năng rất tốt, thế nhưng lại mất quá nhiều thời gian để có thể tương thích và sử dụng. Vậy thì anh em đánh giá sao về tính năng này trên NVIDIA? Có bao nhiêu anh em đang sử dụng và anh em mong muốn những tựa game nào hỗ trợ? Thì đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận video để mình có thể được biết. Biết đâu chúng ta đang mong chờ một điều giống hệt nhau hay sao? Hẹn lại anh em trong những video sau.